Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình chia sẻ về mấy cái cây bắp sú ở nhà mình trồng nè. Mình cũng hơi bất ngờ. Hồi giờ thì mình ăn bắp sú thôi chứ mình không có trồng. Mà thấy nó lớn, nghe điều làm gì nó le chưa? Nên nó lớn. Và cái đây hôm trước mình trồng ở trong chậu nè. Mình nghĩ là chắc nó cũng nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà thực sự nó không phải nhỏ vậy, nó lớn to lắm. Ở trong kia lát nữa mình sẽ đi vô trong đó mình quay cái bụi bắp sú cho mọi người. Cái này nó lớn rồi thì nó hơi bị thiếu nước á, cho nên bà xã mình mới chuyển ra cái chậu này nè. Đó, đem ra hai cái chậu này cho nó lớn hơn. Thì bây giờ nó đã xoay cái búp nó nè, xoay cái búp để nó ra cái bông ở trong đó, lớn lắm. Đã. Bự khủng khiếp luôn, không nghĩ nó bự cỡ đây. Ở đây nó bự hơn ha. Ai mà làm nông thì trồng thì hiểu rành rồi, chứ còn hồi giờ mình không có trồng, mình không nghĩ là cái lá to bự lắm, nó chiếm diện tích cũng rất là lớn. Đã. Nhiều lắm. Đây là cái búp bắp sú trắng, bắp sú bự bự vậy nè. Còn ở bên này là mình trồng bắp sú, nó ra bắp sú tím. Cái này để ăn rau sống rồi đó mọi người đó. Cái này nó còn hơi nhỏ hơn. Hôm trước mình cũng có quay chút xíu rồi. Có thể là trong này để cười kiểm tra lại nó có đủ dinh dưỡng hay không nữa. Đây, cái cây này nó lớn hơn nè. Nó lớn hơn một chút nè. Còn ở trong đây, đây mình đi vô trong đây cho mọi người xem. Mấy cây này nó mới thiệt sự là lớn. À, bự khủng khiếp nè. Nó to gì đâu á. Hồi kia bà xã mình trồng là lấy một cái tô nhựa chặn xung quanh, nó lại sợ ốc sên rồi lên nó cắn á. Thì ở trong đây thì chỉ có 3 bụi thôi, mà nguyên một cái khu vực này nè, mấy mét vuông đất rồi. Cái lá nó nè, to lắm chưa. Đây, để mình đặt cái này chắc mọi người thấy nè. Cái này nó chưa có ra búp. Nó có mới bị lớn xíu vậy. Bây giờ cái lá nó túm lại, nó nuôi cái bông của nó. Cái này chắc không phải mấy tháng nữa nó mới. Ngoài này được 4 cây hả mấy mì? Mấy mì 4 cây bắp sú ha. Có 4 cây mà nó chiếm nguyên cái này luôn. Ồ, nó tùm vậy đó. Không có chỗ bước vô. Hồi trồng mình cũng không có để ý, trồng gần á, bây giờ nó dày luôn. Nếu mà ở trong này là trồng chắc cũng khoảng 4 cây 5 cây và nguyên một cái khóm đất này nè, trồng cho vui thôi. Đây, nó xoay nè, một cục luôn. Nó như còn nhỏ này, phải mấy tháng nữa trồng cái này cũng lâu quá. Đó, nó xoay lại nè, được 4 cây. Kia cái búp kia bự rồi nè. Quay bên này đó, nó ôm này nè. Để sau này mình coi thử nó như nó ra làm sao luôn, rồi mình hái tận tay, rồi mình hái mình khoe với mọi người chơi. Trồng chơi thôi mọi người, trồng chơi thấy ham lắm. Mà thấy được là nó lá nó to khủng khiếp này, lá to như cái lá môn vậy đó, nghe không? Cái góc ở trong ở dưới kia kìa, đó cái góc này. Còn bên đây có một cái cây bắp su nữa.
lâu rồi, hình như là mình có chia sẻ với mọi người ngay hồi đó vô mùa đông á, chưa có lockdown giai đoạn 3 giai đoạn 4 á, thì ở bên mình nó còn mở, mình lên mình không biết mình mua. À, cái đào bên này nó trái nó lúp đây này. Dễ thương rồi nè mọi người. Đã dễ thương rồi, nhưng mà cái lá, một số lá bị bệnh còn hình như trời bị sương hay bị gì đó, bị gió, bị lạnh gì đó, hôm trước mình ngắt lá bớt rồi. Thì lần này mà nếu mà ở bên này nó mở cửa, mình sẽ lên mình mua, hỏi nó có cái thuốc nào chữa cái lá này không. Mình sẽ chụp hình cái lá này mà lên bên đình mình hỏi. Chưa được đi đâu hết á, ở bên này chưa được đi. Hôm nay thì ở Melbourne thì chỉ có một ca nhiễm Covid Corona thôi. Nói như vậy là tốt rồi đó, tuyệt vời rồi đó. Gần sạch sẽ rồi. Trong cho nó hết dịch, được đi ra ngoài chơi, đi quay cảnh đẹp rồi cho mọi người. Chứ ở trong nhà hoài nó chán á, đâu có đi được đâu. Cuối tuần là ở bên này đó, người ta bắt đầu cắt cỏ, làm vườn nhà rồi đủ thứ, làm việc nhà không. Ai có ấy thì đi chơi, nhà không có vườn rộng vườn lớn thì đi chơi. Con chó bên kia nó sủa bực mình vậy không. Ở bên này đó chó sủa hay là gì đó, lâu lâu nó sủa một lần không nói nha. Nhưng mà gặp mày mấy con chó mà cũng chó bệnh, chó mình nó tru rồi nó sủa, mà sủa liên tục, ngày nào cũng sủa đó, sủa mà không có giờ có giấc gì đó, thì mình có thể mình complain họ, mình đề nghị nhà đó phải nhốt con chó, hoặc là không có đó thì họ sẽ gọi lên trên cao sồ xuống họ xử lý con chó đó, không cho nuôi. Này làm như thế nào được chó nó không có sủa bậy đâu. Đó bên này đó, cái quyền riêng tư người ta, nó không có ồn ào. Thì các bạn nói như vậy thì mọi người biết rồi, nó không có ồn ào, yên tĩnh. Hồi đó mình cũng nói đó, mình cũng kể đùa giỡn, mình cũng nói với nhà tao bên cạnh hàng xóm, nó có con chó nó sủa. Thì con chó nó nghịch thôi, nhiều khi nó thấy người hay thấy tiếng động nó sủa vậy thôi, chứ không phải là nó bị khùng hay nó bị bệnh nó sủa đâu. Cũng có loại chó nó tru lên á, chó nó tru lên cũng ớn á, thì người Tây nó không có hiểu, thì nó nói nếu mà chó mà nó làm ồn quá thì cầm lên họ, gọi lên cao sổ đề nghị nó quản lý con chó cho tốt lại. Thì các bạn hiểu rồi. Nó không có ồn ào đâu, nó không ồn ào như Việt Nam mình. Tức là có giờ có giấc đàng hoàng, gây ồn tới người khác, thậm chí gà rồi gà gáy á, nuôi gà rồi gà gáy. Mấy người già họ chịu không được, họ cũng cầm lên. Chó sủa nhiều quá họ cũng mắc vốn. Vậy đó, gặp người khó chịu á, người mà họ thích sống yên lặng quen rồi đó, nên cái đời của họ không thấy những cái cảnh đó, bây giờ họ thấy những cái đó ồn ào đó, bực mình. Cho nên bên này hát karaoke được cũng khó đó. Sống gần người Việt mình á thì hát karaoke thì ok, nhưng còn bên này thường hát karaoke họ hát cuối tuần thứ bảy rồi vậy đó. Làm gì phải qua nhà hàng xóm nói họ một tiếng, ví dụ nhà mình có bạn thi,
có tiệc tùng nhậu nhẹt rồi gì đó, mà tới còn 90 giờ thì mình qua mình nói hàng xóm là hôm nay nhà tao có cái tiệc sinh nhật hay là cái party gì đó, có số người đông tới, anh em nó có thể gây ồn hát hò chút xíu thì mày thông cảm. Thì hàng xóm họ cũng ok thôi, hầu như là ok hết 99%. Thì mình chơi tới giờ đó mình nghỉ thôi. Họ cũng vậy, họ cũng qua tới nhà mình họ cũng nói. Hồi đó mình mới về thì mấy hai hàng xóm mình nè, cái ông ở đâu đảo vậy, ông cũng qua ông xin phép, nhà ông có cái lễ họp rồi đó, người ta tới ăn uống rồi hát hò. Thì họ cũng gõ cửa mình, họ cũng xin làm ồn chút xíu thì cũng ok. Nhưng mà thỉnh thoảng thôi, không thể là ngày nào cũng được thì họ không có ok. Nói chúng ta hiểu là như vậy. Đôi khi mới đầu á, mình không hiểu, mình thấy nó buồn, nó dăng. Nhưng mà bên này thì có cái luật như vậy, mình có quyền mình chơi, mình tự do mình chơi, nhưng mà đừng có ảnh hưởng tới người khác. Mình có quyền la hét hò, nhưng mà tới có chỗ, có nơi. Thậm chí nuôi gà, nuôi chó mà sủa điếc đầu hàng xóm nó cũng trách mà. Nhưng mà kiểu nặng quá là mình nghĩ nặng quá là thì họ mới gọi điện. Phiền lắm rồi, họ mới có bực mình, họ mới gọi điện lên, họ trách. Họ đề nghị xử lý thôi. Còn thường thường chó gà sủa là chuyện bình thường. Con ít sủa, nhiều khi mình đi ra ngồi sau mình nói cái gì đó thì nó sủa thôi. Nó có cái lối đi vậy nè, cái mình vô đây mình ngồi, mình trồng, mình chăm sóc vậy nè, hết một nửa rồi cái mình qua bên kia mình ngồi, giống như bây giờ mình qua bên này nè, mình trồng cái đám bên đây như vậy đó thì nó dễ chịu hơn. Còn kia là cái vô rồi bước chân tới bước chân lui nó nhọc quá. Đây là đám hành. Trồng cho vui, cho nên mình làm cho nó tiện lại. Không có trồng nhiều nữa. Đây, cái đám ngò bây giờ nó trái nữa. Nó lớn rồi nè. Ngò lấy giống đó. Còn mấy cây dâu này cũng đang gầy giống rồi mọi người. Dâu thì nó dâu thì mình trồng vậy nè, nó sẽ nhảy ra, nó sẽ nhảy ra cái nhánh con, nhánh non vậy đó. Thì mình sẽ tét nó ra, mình sẽ chiết nó ra rồi mình ra cái chậu mới vậy đó, khỏi còn mua giống. Này nhà mình có hai cái giống, hai giống dâu, một giống trái nhiều, cái này giống cái trái lớn, cái này trái sai lắm. Dâu mình không có biết tên, không có rành, trồng cho vui thôi, nhưng mà mình chắc chắn là mình phải gầy ra một cái đám dâu để cho mấy đứa nhỏ ở nhà nó ra sâu rồi nè, nó có trái cái đồ nó nghịch, nó chơi nó ăn luôn. Mình thì không có thích trồng đó. Ở trong vườn nhà thì nó có nhiều cái thứ để cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Ôi mấy cái trái này, này ra trái quá trời luôn, không biết có phân bón gì không. Nè một chậu luôn nè, trái quạt luôn, trái sum xuê luôn nè. Nhưng mà trái nhỏ, cái này giống trái nhỏ, cái này mới trái lớn, cái lá nó to hơn. Nè, có trái rồi nè.